Này mày xẻ. Ghê ghê kìa. Đóng luôn cái cửa đóng cái ghê. Đóng để về ship về đấy cũng mệt lắm. Có ở đây ở nhà làm mình không có cái máy cưa nào. Hả? À? Máy cưa tay, đầu cưa tay à? Có máy cưa nào? Hả? À? Có. Ừ thế tốt quá. Nghe người chú mặc cái quần này nóng bùa bà được. Mặc cái này mặc quần này mặc. Nhưng mà chân em lạnh mà. Ừ, thế mới tài nhá. Lạnh như bùa đông nhỉ? Trên đấy chắc tầm cây cối nhỏ mà. Lạnh cao đấy. Ở đấy cây cối nhiều thế. Như em lúc nào cũng lạnh hơn kể cả so với mấy tài. Chú anh chị ở hàng chú ở trên đấy. Xuống nhỉ? Mùa lạnh không phải nói nữa. Mùa lạnh thì lạnh cực lạnh đúng không? Nhưng mà mùa lạnh như thế có nhược điểm nhé, sẽ rất dễ bị xương khớp. Ừ, tối em có hẹn với ông ấy rồi, ông công công an rồi. Hẹn với em. Nhà. Em bây giờ mình biết là ở đây có xóm giao đấy. Bây giờ mình đến đây đấy chứ em là luôn à. Vâng em cũng luôn. Luôn hôm trước có một anh vừa đổi có hai ký đâu. Đi đánh cha. Anh nào? Anh là tên là Tuấn. Mã vàng này kia. Ừ nhỉ. Dạ vâng. Hỏi anh ở đi có chỗ nào ấy không?